Trung Quốc tố Việt Nam khiêu khích ở Biển Đông nhưng bị cộng đồng mạng quốc tế vả mặt. Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, mới đây trên trang mạng xã hội riêng của Trung Quốc đã xuất hiện một video với tiêu đề gây sốc, đó là Việt Nam khiêu khích Trung Quốc ở Biển Đông không sợ Trung Quốc cắt điện và đình chỉ dự án đường sắt cao tốc sao, đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến dư luận nước này xôn xao. Không chỉ có video này mà còn xuất hiện hàng loạt video khác. Những video này chủ yếu tập trung vào việc Việt Nam nộp hồ sơ đệ trình ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông lên Liên Hợp Quốc, tuân thủ theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Động thái này đã làm bùng nổ những phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân Trung Quốc các bạn ạ. Một số người Trung Quốc đã cáo buộc Việt Nam khiêu khích và xâm phạm chủ quyền của họ trên Biển Đông. Họ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cố tình làm mờ đi sự thật rằng Việt Nam đang hành động theo đúng quy định của UNCLOS. Trong khi đó, Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam bằng cách đưa tàu thuyền vào khai thác dầu khí trái phép và bắt giữ ngư dân Việt Nam. Trung Quốc cũng đã xây dựng trái phép các công trình nhân tạo, biến các dạng san hô thành các căn cứ quân sự với đường băng, cảng biển cùng các cơ sở hạ tầng quân sự khác. Hành động này không chỉ làm gia tăng căng thẳng kèm theo nguy cơ xung đột trong khu vực, mà nó còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển, đặc biệt là các dạng san hô quý giá. Nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc, ủng hộ phán quyết của tòa và kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Thế nhưng, sự kiểm soát thông tin chặt chẽ trong nước đã khiến người dân Trung Quốc ít khi được tiếp cận với các quan điểm đa chiều này. Truyền thông Trung Quốc không ngừng mê hoặc người dân của họ khi tuyên truyền rằng Việt Nam đệ trình hồ sơ tranh chấp thềm lục địa ở Biển Đông là hành động khiêu khích, thách thức chủ quyền. Nhưng họ đã quá xem thường sự kiên định của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền lợi chính đáng của mình. Việc Việt Nam chúng ta quyết tâm đệ trình hồ sơ lên Liên Hợp Quốc không chỉ là một bước đi hợp tình, hợp lý, mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về quyền tự chủ và tinh thần bảo vệ lãnh thổ mãnh liệt của mình. Đây như một thông điệp rõ ràng gửi đến Trung Quốc và thế giới rằng Việt Nam sẵn sàng đối mặt với mọi áp lực và thách thức để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tiếp theo, những vị chuyên gia online của Trung Quốc còn tố Việt Nam lật lọng khi trước đó đã chủ động đề nghị Trung Quốc chuyển giao một phần công nghệ đường sắt cao tốc và giúp Việt Nam đào tạo nhân tài. Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau, Việt Nam đã thay đổi thái độ. Việt Nam còn yêu cầu Trung Quốc chuyển giao công nghệ điện gió vì nguồn than đá thiếu hụt và thủy điện khan hiếm. Năm 2023, Việt Nam đã mua 1,8 tỷ kWh điện từ Quảng Tây. Rõ ràng là Việt Nam muốn tiếp nhận sự chuyển giao công nghiệp từ Trung Quốc, đặc biệt là công nghệ đường sắt cao tốc và điện gió. Các chuyên gia này còn phân tích tại sao Việt Nam lại chọn tham gia vào căng thẳng Biển Đông ở thời điểm này. Họ không sợ rằng Trung Quốc sẽ cắt điện và dừng các dự án đường sắt cao tốc sao? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này. Trong bối cảnh phụ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc, Việt Nam đã chuẩn bị phương án dự phòng thứ hai như thế nào? Lâu nay, Trung Quốc luôn là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2020, Singapore đã thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Trong 3 năm liên tiếp, từ 2022 đến 2024, Singapore vẫn giữ vững vị trí số 1, chiếm tới 17% tổng đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đóng góp đáng kể vào nguồn vốn đầu tư nước ngoài, giúp Việt Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Về cơ cấu công nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài từ Samsung, Hàn Quốc chiếm vị trí hàng đầu tuyệt đối. Nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung đã đặt tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư vượt quá 22,6 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Samsung còn xây dựng nhà máy chip tại Việt Nam, giúp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cao cấp. Về năng lượng, Việt Nam cũng không muốn phụ thuộc quá vào nguồn cung điện từ Trung Quốc. Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, hai bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng. Trong đó, Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Thực tế, từ năm 2010, Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam, với kế hoạch đầu tư 5,6 tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân với hai lò phản ứng tại Việt Nam. Khi nhà máy này hoàn thành, sự phụ thuộc vào điện từ Trung Quốc sẽ giảm thêm.
Hiện nay, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc về nhập khẩu các bộ phận cốt lõi cho chuỗi công nghiệp lắp ráp hạ nguồn. Trung Quốc cũng là quốc gia nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, một vị trí khó thay thế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Việt Nam lựa chọn thời điểm này để đơn phương đệ trình vụ tranh chấp thềm lục địa Biển Đông lên Liên Hợp Quốc, không phải để đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Mục đích thực sự là chuyển hướng chú ý, hỗ trợ Philippines gây rối tình hình Biển Đông và đồng thời mạnh tay bồi đắp mở rộng đảo. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia xây dựng đảo lớn thứ hai tại Biển Đông với diện tích bồi đắp chỉ sau Trung Quốc. Thực sự, điều đáng chú ý của Trung Quốc không phải là vụ tranh chấp thềm lục địa, mà là việc Việt Nam đồn trú quân trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Điều này càng làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột trong khu vực. Phía trên là một số chia sẻ của chuyên gia người Trung Quốc. Mình cảm thấy thật nực cười khi nhiều người Trung Quốc vẫn nghĩ rằng Việt Nam thiếu điện và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Trung Quốc. Họ tự đắc rằng nếu Trung Quốc cắt điện thì Việt Nam sẽ không có điện để sử dụng. Nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Theo báo Thanh Niên, vào năm 2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống của Việt Nam đã đạt mức 763,5 triệu kWh trên ngày, chứng tỏ Việt Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn điện từ Trung Quốc. Nếu thông tin này đến với người Trung Quốc thì không biết họ sẽ phản ứng ra sao các bạn nhỉ? Vậy người Trung Quốc đã phản ứng ra sao khi xem được video này? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé! Sao trên mạng dạo này toàn tin như thế này vậy? Tôi cảm thấy rất lo lắng. Liệu Việt Nam có chiếm luôn đảo của chúng ta không? Tuyệt đối không được tin Việt Nam. Hãy cắt điện và không chuyển giao công nghệ tiên tiến cho họ. Không thể tin được Việt Nam lại dám nộp đơn lên Liên Hợp Quốc. Họ không sợ chúng ta sao? Thật hài hước. Đừng giúp họ xây dựng đường cao tốc nữa. Kệ họ đi. Như vậy họ mới biết được rằng chỉ có chúng ta mới là người có thể giúp họ. Việt Nam chắc chắn sẽ phải chìm trong bóng tối. Ha ha, tốt nhất là không chuyển giao bất kỳ công thức nào nữa cho Việt Nam. Việc xây dựng đường sắt cao tốc của Việt Nam rõ ràng chưa đạt được những điều họ mong muốn. Còn về công nghệ sản xuất thì dù có bản vẽ, Việt Nam cũng không thể tự mình thực hiện được. Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong vấn đề điện năng. Tốt nhất là Trung Quốc không nên chuyển giao bất kỳ công nghệ hoặc dự án xây dựng nào cho họ. Đó là một số bình luận của những chú ếch dưới đáy giếng ở một nơi nào đó các bạn ạ. Cộng đồng mạng Trung Quốc không chỉ đăng tải các thông tin này trên trang mạng nội bộ của họ mà còn vượt tường lửa đến lan truyền ra toàn thế giới. Thế nhưng, kết quả lại khác xa so với mong đợi của họ. Đây là một cú tát và thẳng vào mặt những người hàng xóm của chúng ta. Người dân trên khắp thế giới đã đồng loạt phản đối và lên án những yêu sách vô lý của Trung Quốc. Vậy cộng đồng mạng quốc tế đã nói gì về vấn đề này? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tôi thấy Việt Nam đã hành động rất tốt. Họ là quốc gia duy nhất mà Trung Quốc phải dè chừng. Trung Quốc đang cảm thấy ghen tị khi thấy Việt Nam tạo thêm nhiều đảo nhân tạo trên biển. Họ cứ phải ghen ăn tức ở nhỉ? Đừng lo lắng vì người dân Việt Nam luôn tôn trọng tất cả các nước láng giềng và không có những hành động khắc nghiệt với nước khác như Trung Quốc. Việt Nam luôn tuân thủ luật pháp quốc tế, Philippines cũng vậy, còn Trung Quốc chỉ tuân thủ luật pháp trong nước của họ mà thôi, ha ha. Trung Quốc không có quyền làm bất cứ điều gì trên vùng biển này, vì chỉ có các quốc gia Đông Nam Á mới có quyền tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển đó. Philippines và Việt Nam hoàn toàn có quyền mở rộng lãnh thổ của họ. Trung Quốc không có quyền gì can thiệp vào. Tôi ngưỡng mộ cách giải quyết vấn đề của Việt Nam. Họ luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và Trung Quốc nên noi theo. Cảm ơn Việt Nam vì đã có động thái tuyệt vời. Nếu các nước ASEAN khác không hành động, đó sẽ là mất mát của họ. Người Philippines coi Việt Nam là bạn thân và đồng minh. Ngư dân của hai nước thường trao đổi cá, mì, rượu và các loại thực phẩm khác khi đánh bắt trên biển, thể hiện mối quan hệ dân sự và hữu nghị. Cảm ơn các bạn quốc tế đã có nhiều ý kiến bênh vực Việt Nam. Trong mắt đại đa số người Trung Quốc thì Việt Nam là một nước bé tí tẹo, nghèo, chả biết có tiếng nói mẹ đẻ hay không, hay phải vay mượn tiếng nước khác.
nhiều phụ nữ Việt Nam sang đây lấy chồng rồi bỏ về, vân vân. Họ còn có rất nhiều suy nghĩ sai lầm về Việt Nam. Họ cho rằng Việt Nam là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu và phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn ngược lại, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ. Những sản phẩm và công nghệ tiên tiến made in Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường quốc tế. Nhiều người Trung Quốc còn tin rằng sản phẩm và công nghệ của họ là lựa chọn tối ưu duy nhất cho Việt Nam. Thực ra thì Việt Nam đang tự chủ phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua hợp tác quốc tế. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc Việt Nam không ngừng cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông và có hơn 2.000 năm tiếp xúc văn hóa. Sự kiêu ngạo và thái độ thiếu tôn trọng từ một số người Trung Quốc khi đến Việt Nam đã gây ra những ấn tượng xấu. Một số suy nghĩ sai lầm này không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết mà còn từ sự kiêu ngạo và thiếu tôn trọng. Đáng buồn thay, nhiều người Trung Quốc vẫn cho rằng Việt Nam đang chịu sự đói nghèo, thiếu điện và không thể tự mình phát triển. Thực tế, Việt Nam đã và đang tự lực phát triển mạnh mẽ với các khu công nghiệp hiện đại, các dự án năng lượng tái tạo và những thành tựu vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Sự tự cường này không chỉ giúp Việt Nam tự chủ hơn mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Người Việt Nam không hữu hảo với người Trung Quốc, không chỉ vì cuộc chiến tranh 30 năm trước, mà còn vì những trải nghiệm thực tế và những hành động không thiện chí từ phía Trung Quốc. Nói đi cũng phải nói lại các bạn ạ, người Trung Quốc thường có những hiểu lầm về Việt Nam, một phần do thông tin truyền thông bị kiểm soát và tuyên truyền không đúng sự thật. Những hiểu lầm này không chỉ làm sai lệch hình ảnh của Việt Nam mà còn gây ra những định kiến không đáng có. Các bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới cho mình biết với nhé. Bây giờ, mình phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.